Mẹ đi ở đây nó chết mẹ. Tội tội nó chụp hình. Này hai chụp hình với dân nắng đang thui luôn á. Quá nắng rồi, nắng rồi. Để trên tay, sáu cái ký đầu mày đó. Trời ơi, nắng quá nè. Mẹ nè. Rồi, thổi ra. Hai đi, hai đi, hai đi. Trời ơi, đông tiếng quá vậy. Chia quà con nhỏ nào nãy nó muốn lên hình đâu ta, xanh chụp hình cảnh xanh. Cầm những cái để tới cái gì. Thank you.
chụp hình lưu niệm đó cả nhà. Đây là chùa Linh Phước Cổ Tự, còn gọi là chùa Phật Đá khu 1, ở khu 1 thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha cả nhà. Hiện tại mình đang đứng trên dốc cầu nha cả nhà, thì ngôi chùa này nằm ngay dốc cầu Tân Phước luôn, là cầu Phật Linh nha cả nhà. Còn phía sau chùa là chợ Tân Phước nha cả nhà. Đây là hướng bên đây là chợ Tân Phước đó cả nhà. Hôm nay là khóa tu tuổi trẻ nha cả nhà, tại chùa Linh Phước Cổ Tự, gọi là chùa Phật Đá, hiện tại ngụ tại khu 1 thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Thì ngày nãy khai giảng rồi cả nhà, thì những khóa học sau thì mình cũng cố gắng sắp xếp để mình chia sẻ lên quý vị khán giả cùng xem nha. Thì đây là khóa tu cho những bạn học sinh sinh viên nha cả nhà. Thì bữa nay mới là khai giảng rồi cả nhà. Đó, thì bây giờ sau khai giảng rồi thì những bạn sẽ ra chụp hình lưu niệm và sau đó vào chánh điện để tụng kinh. Khoảng ở 5 giờ mới về cả nhà. Thì bây giờ mình cũng quay cái toàn cảnh chụp hình lưu niệm cả nhà cùng xem. Đó, rồi những khóa sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn cùng xem cái khóa tu như thế nào. Rồi mình cũng chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hay, hãy đăng ký kênh và chú miễn phí để ủng hộ cho mình nhé. Chân thành cảm ơn các bạn. Giờ đang đứng trên cầu và nhả xuống rồi nha. Không quay hả? Đây là công viên trong chùa nha cả nhà. Đó, mình quay cho cả nhà xem một đoạn nha.